Công an tỉnh Thanh Hóa đột kích bắt quả tang hai cơ sở chuyên sản xuất, phân phối, bán các loại sản phẩm nước giặt giả thương hiệu nhãn hàng Omo và các loại nước rửa chén giả trên sàn thương mại điện tử. Cụ thể, ban chuyên án đã đồng loạt đột kích vào tổng kho Đông Hưng, huyện Nông Cống do Lê Tuấn Thành làm chủ và cơ sở sản xuất do Lê Hà Tuấn làm chủ. Qua điều tra xác định, dưới vỏ bọc là cơ sở sản xuất giấy vệ sinh, đối tượng Lê Hà Tuấn đã tự học cách pha chế trên mạng, sau đó mua các loại hóa chất về rồi thuê nhân công tự pha, đồng thời thuê in ấn bao bì giả thương hiệu nhãn hàng Omo để sang chiết, đóng gói, cung cấp cho các đối tượng chuyên bán hàng qua mạng. Theo ước tính, với phương thức này, hàng tháng các đối tượng đã bán trên 4.000 sản phẩm nước giặt giả thương hiệu nhãn hàng Omo, tương đương giá trị hàng thật khoảng 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.